Bạn có muốn 40 tuổi mà trông vẫn đẹp như Miranda Kerr thế này không? Thiên thần sexy nhất của Victoria's Secret đã làm như thế nào? Nhớ xem hết video này nhé. Miranda chia sẻ, khỏe đẹp là do mình. Một cơ thể đẹp trước hết phải là một cơ thể khỏe mạnh. Điều này thì mình cũng công nhận nhé. Thứ nhất, cô ấy ăn kiêng theo nhóm máu. Miranda Kerr thì đề cao vai trò của các bí quyết làm đẹp tự nhiên này, chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài. Và cô giữ vóc dáng theo công thức ăn kiêng theo nhóm máu. Miranda thuộc nhóm máu A nên là cô ăn nhiều rau, cá biển và một ít thịt gà. Ăn thực phẩm ít đường này, dầu chất kiềm, uống nhiều nước lọc và chủ yếu là sản phẩm tươi sống. Và cô ấy ưu tiên những thức ăn dầu chất sắt. Thứ hai, cheat meal. Miranda không từ bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích của mình để giảm cân. Cô nàng siêu mẫu thực hiện theo quy luật 80-20, tức là ăn uống lành mạnh chiếm 80% và thực phẩm yêu thích là 20%. Cô ấy vẫn cắt giảm lượng calo mà không cần phải bỏ lỡ các món ăn ngon nhé. Thứ ba, chăm chỉ tập thiền. Yoga giúp tôi khỏe mạnh, tỉnh táo để theo kịp với công việc. Kể từ khi tập yoga kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, tôi ít ốm đau và nếu có thì phục hồi rất là nhanh. Ngoài ra thì Miranda còn tập gym 5 lần một tuần và còn tập thêm ballet, boxing nữa. Thứ tư, bổ sung đầy đủ các chất. Miranda chia sẻ là cô ấy sẽ bổ sung những dưỡng chất thiếu hụt mà cơ thể mất đi, đặc biệt là collagen, estrogen thực vật để cân bằng nội tiết tố giúp da căng mịn và chất chống lão hóa như là lecithin, chất giữ ẩm tái tạo da có trong omega 3. Cái này thì mình cũng đang uống nhá. Hãy làm những điều trên để có body xuất sắc như Miranda nhá. Follow kênh TikTok của Thu để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhá.